Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U Vang Mừng Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Vang Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
trình đoàn khách ngày hôm nay. Vâng ạ, và để mở đầu chương trình đại cát, tân ca đại cát của giàn trường ngày hôm nay thì cũng ngay cái phút này đây thì MC Song Ngữ Quyết Vy xin được trân trọng tuyên bố. Vâng ạ, hôm nay ngày 26 tháng 1 năm 2024, tức ngày 16 tháng 12 năm Quý Mão. Vâng ạ, tại tại gia chủ của chúng tôi đó chính là anh Lò Văn Hạnh và chị Tòng Thị Thắm tại bản Co Đông, xã Đồng Lũng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Vâng ạ, và ngay từ phút này thì ban tổ chức của chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố buổi đại tiệc tân gia đại cát của anh Lò Văn Hạnh và chị Tòng Thị Thắm chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn nữa quý vị ơi. Vâng, xin cảm ơn quý vị, cảm ơn kính thưa quý vị, cảm ơn chị trân trọng và kính mến. Và để gửi lời chào cũng như là lời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả quý vị quan khách ngày hôm nay thì đại gia đình của chúng tôi, anh Hạnh và chị Thắm xin có một chiếc cúi chào thật sâu nhất tới tất cả quý vị quan khách. Xin mời ạ. Vâng, dạ vâng, kính thưa quý vị, cô bác chị trân trọng và kính mến. Và rất vinh dự cho chị Song Ngữ Quyết Vy đến từ xã Thanh Trăn ngày hôm nay được trở về đây, được trở về bản Co Đông, xã Đồng Lũng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên để làm chương trình tâm gia đại cát cho anh Hạnh và chị Thắm ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi, đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình để cùng nhau trở về đây chung vui và chúc mừng cho buổi tiệc tân gia đại cát của gia chủ ngày hôm nay. Một lần nữa xin được thay mặt cho gia chủ MC Song Ngữ Quyết Vy xin trân trọng cảm ơn những tình cảm yêu thương và sâu sắc nhất đến từ tập thể quý vị quan khách. Vâng ạ, kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, và người ta thường nói rằng là ba việc quan trọng nhất trong một đời người đó chính là tẩu trâu, lấy vợ và dựng nhà. Và ngày hôm nay anh chị, anh Lò Văn Hạnh và chị Tòng Thị Thắm đã làm được tất cả những điều đó rồi quý vị ạ. Và sau bao nhiêu năm cố gắng phấn đấu thì anh Hạnh và chị Thắm đã có cho mình một ngôi nhà mới thật là khang trang và tuyệt vời. Vâng ạ, ngôi nhà mới trước mắt tập thể quý vị nhận đây đó chính là thành quả sau bao nhiêu năm phấn đấu và cố gắng của anh chị. Và em xin chúc mừng cho anh chị trong ngôi nhà mới khang trang sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, một lần nữa để gửi lời cảm ơn cảm tạ đến toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay thì anh Hạnh và chị Thắm sẽ ủy quyền cho MC Song Ngữ Quyết Vy gửi lời phát biểu cảm ơn đến toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và chúng ta cũng đang có mặt trong buổi tiệc tân gia đại cát của dân tộc Thái tại ngôi nhà của anh Lò Văn Hạnh và chị Tòng Thị Thắm tại bản Co Đông, xã Đồng Lũng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên thì cho phép MC Song Ngữ Quyết Vy đến từ xã Thanh Trăn xin được gửi lời cảm ơn, phát biểu cảm ơn đến từ toàn thể quý vị bằng tiếng dân tộc Thái. Vâng ạ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chiếc bò mẹ bên nào hạt tường nọ, ở thế này khỏi đi, cửa bước chưa bò rằng cứ nờ, tường pháp cửa bó mò, tường co cửa bó buồn, còn chưa chết to, đu tàu đô lán, có chết giò giới thiệu, đu tàu đô lán thì phép trừ Quyết Vy, đúng các bạn, bò bỏ tổ, có thành tràn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, còn chưa chết to, đu tàu đô lán, nghe tiết giò chiếc, thờ chiếc đội trưởng phù trà lì, thờ chiếc bí thư phù trà quang, thờ chiếc phù trà tinh sàng lại bàn nước ướt mắt đòn, thờ chiếc giúp ý trong vòng sớ nửa trần cái mấy đan tiền, thờ chiếc giúp ai thành liền tuổi sóng sao thảm cao, ơi cơ bà, con đú cầu lùng phà và có hai lò khân, trong năm non đú kiền bầu mi trước rằng, hệ tờ hướt nữa rằng là ổ thì biến lại hướt, ngay của hướt biến bành, việt hướt là khăn, là nhờ ngàn trắng ấm lại luôn, giải cơ trắng ấm bày việt hướt là khăn, trong sắc thường bấu răng ngớt hầu kín lò, trong phải bát áo ào bú lúc phùng nồng, phải bát hải xây thờ mất tròi tiền mư, lại mưa bên trong lò áo hách bồng tăng, trong sắc thường bấu răng hay trắng bền hướt, ở thế này vừa đi, tại chú hướt phòng anh Lò Văn Hạnh có phải ý Tòng Thị Thắm ở cửa nhắc hà lầy mưa lì bết chân mưa săn bết chẹp mưa lẹp chém ngang mưa xít hốt căm mưa đừng vì thóng văn bày sao xí ở cửa nhắc mưa sai chẳng kiếm ma mưa quà chẳng kiếm lầy khẩu mù phu ma ở cửa chẳng đi quay phi bất tỉ mù phi bất khà chẳng lầy sóng cáo sóng ơi ẩu xung ải xung em xung bó xung e xung phí xung nồng đôi lầy bản lầy na lầy huyền lầy xá lầy trầu lầy mương mắc kẹt tạm hò muộn mắc chưa muộn chưa mương gặp chun sườn mà đề ở cửa đây chu hương cửa bên sạp ẩn xưa thu tàu đô lan lầy rõ là tàng ta hờ anh Lò Văn Hạnh các và ý Tòng Thị Thắm xong cảm ơn xung ải xung em xung bó xung e xung phí xung nồng xóa chung nhau ở bò mẹ bình đẳng bản quảng hâu phật khảo hàn mặn dứt nhường phí nhường nhân thầu nhường thầu nhường buồn lì nhân biết phóng hai bơ chờ phòng nướng phần lần còn lại hảo cái phát hát hoài do phí với đâm bò mẹ bình đẳng bản quảng hâu hảo hàn đã xung ải xung em xung bó xung e nữa. Vâng, xin cảm ơn những tình cảm yêu thương và chân thành nhất đến từ toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và một lần nữa để thay lời cảm tạ cảm ơn đến toàn thể quý vị quan khách thì ban tổ chức của chúng tôi xin trân trọng kính mời, xin trân trọng kính nhờ ban tiếp tân của gia đình sẽ sắp xếp lên trên sân khấu những lưu tiểu nghĩa, lưu tiểu tình để gia đình gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay ạ. Có mẹ Pino ơi, hô quan khách đẹp chấn lòng.